Xin thưa với lại các thượng đế, cổ nhân nói rằng một người đàn bà đẹp thỏa mãn đôi mắt, một người đàn bà tốt thỏa mãn trái tim. Thế như thế nào là một người đàn bà đẹp? Như thế nào là một người đàn bà tốt? Thì có 1001 đêm cũng chẳng bàn luận hết được về vấn đề này. Đấy, thì khi nào mà rảnh rỗi thì có một cái video và chúng ta cùng coi như thế là mạn đàm về như thế nào là một người đàn bà đẹp và như thế nào là một người đàn bà tốt. Bây giờ thì bây giờ là 15 giờ 28 phút ngày 30 tháng 1 năm 2024. Âm lịch nay là 20 tháng 1 tháng Chạp nhé, 20 tháng Chạp. Video này chúng ta mạn đàm về một chiếc đài tốt. Và xin thưa với các thượng đế trên giải chữ S, đây là một chiếc đài tốt, đây là một chiếc đài của hãng Sony, đây là một đệ tử của người nông dân Khang Audio 18 Bình Dương, đệ tử này văn võ song toàn. Như thế nào là văn võ song toàn? Nếu mà nói ra ở đây thì các đồng chí lại bảo biết rồi, khổ lắm, nói mãi ai chả biết như thế nào là văn võ song toàn. Thế nên bởi vậy chỉ nói về đài thôi nhá. Đài này đã mời mọi người soi nội thất cục máy rồi, thế còn loa thì chưa soi, loa thì chưa soi. Thế nhưng mà cái cục máy này nó giá trị hơn nhiều lần so với đôi loa nhá. Đấy, thế cục máy còn chả làm trò mèo thì đương nhiên đôi loa cũng chẳng làm trò mèo. Thế mà cũng chẳng biết có đồng chí nào Trần Văn Chốt hay không, thời gian để mình làm sang việc khác. Thế còn có đồng chí nào mà Trần Văn Chốt mà lại yêu cầu mình nội soi nốt đôi loa thì mình nội soi, còn nếu không thôi bỏ qua để chuyển sang làm cho người khác nhá. Chứ thời gian bây giờ là mình đang chạy đua với thời gian để coi như thế là phúc đáp các đồng chí trên giải chữ S. Đấy, cái mặt đằng trước này thì cái chân ốc bên đây, chân ốc bên đây đã bị gãy độ khoảng tầm 1 cm, lại phải coi như lấy cái ống anten cắt ra chụp vào cái chân ốc đấy, xong là cái đoạn gãy 1 cm đấy cắt ở cái chân ốc khác ra lắp vào, trước khi lắp vào bôi keo con khuyển nhá. Ở bên đây không bị gãy, ở bên đây không bị gãy, thế nhưng chụp cả luôn cái ống anten vào cho nó bền đẹp. Bộ phên vỉ thì mời mọi người soi rồi, bộ cơ thì được trang bị mỹ cơ, trang bị mỹ cơ nhá, nó khác với cơ. Cái trục để lắp cái bánh tì vào ấy nó như inox đấy, nó là mỹ cơ. Đầu từ sờ vào mặt đầu từ nó như kiểu sờ vào kính ấy, sờ vào kính ấy. Đấy, chứ còn bán đài hay bán đầu đếch mà lại cứ bảo ngon lắm khi sờ mua về sờ tay vào cái đầu từ nó lại có cái rãnh là hỏng hết bánh kẹo nhá. Thông tin rõ nét ngay và luôn trước khi các đồng chí coi như thế là chuyển thóc, thế cho nó dễ, mất lòng trước hơn được lòng sau nhá. Chứ không nói cho nhau biết đến khi động phòng hoa trúc rồi mới biết không còn zin nữa, lúc giờ cảm thấy nó hụt hẫng lắm, nó hụt hẫng, nói thật cái bụng là nó hụt hẫng lắm nhá. Đấy, chứ còn nếu biết cho trước rồi thì chẳng làm sao cả, đúng không? 15 năm nhầy nhụa, 15 năm nhơ nhuốc, 15 năm nhóp nhép của nàng Kiều, mà có nhiều người còn coi như thế là nguyện, bảo là tôi nguyện chấp nhận nhá. Đấy, tí dụ như Tư Hải nhá. Đấy, nên là cứ phải cho nhau biết trước thế là dễ, hoặc là tự tìm hiểu mà nó biết trước thì nó dễ. Thế nhưng để làm thế nào mà biết trước được là bên trong nó còn tốt hay không thì đấy nó là cả một vấn đề, đây nó là cả một vấn đề. Thế nhưng ở đây thì rõ như thanh thiên bật bạch nhật nha. Đã mời mọi người soi, đã ký tên Khang 1861 vào rồi. Cái tổng thể thì dung nhan của chiếc đài này thì cũng không đạt được ở cái mức độ gọi là quốc sắc thiên hương nha. Thế nhưng mà ở những chiếc chiếc đài cũ thì như thế này là cũng có thể chiêm ngưỡng được, nhưng cũng có thể là chiêm ngưỡng được nha. Đấy, tuy là nó có những cái chỗ vết loang vết lổ, thế nhưng mà nó vẫn còn những cái nét khả ái của thủa trăng tròn. Tỷ dụ như đây, bộ bàn phím đây, bộ bàn phím này thì có phải là những nét khả ái của thủa trăng tròn không? Đấy, bộ bàn phím nó cứ sáng loáng như thế này, không rôm rỉ gì cả. Đấy, bộ bàn phím nước xi mạ này, xi mạ đây. Đấy, xi mạ. Xi mạ như thế này thì còn nhìn được đâu, chứ không 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 dám nói là đẹp. Nói là đẹp các đồng chí đây khi lại bảo ôi giời ôi phía gồng này đúng không, nông dân con hát mẹ khen hay như thế này mới bảo đẹp nhá. Đấy, đây. Tem này là tem dán vào, tem này là tem dán vào. Đấy, chứ không phải tem zin của đài, tem này tem dán vào. Đây có phải là nét khả ái của thủa trăng tròn không? Đây này, những cái chữ số biểu thị tần số của radio nó còn vàng và nét như thế này. Có nhiều chiếc đài nó đen đen xì luôn chả nhìn cái gì.
Đây nó còn như thế này. Đấy nha. Đây bộ equalizer này. Sang đến cái loa, sang cái loa. Đây, đây chỗ này thì nó bị bạc. Đây, nước xi mạ chỗ này bị bạc. Đấy, cái kiềng, kiềng loa. Kiềng loa thì có chỗ sáng này, chỗ này thì sáng loáng này. Đấy, nhưng chỗ này thì nó lại lốm đốm bạc này đây. Đấy, thế nhưng lưới thì không bị bọp, không bị bẹp móp méo gì cả. Đấy, chữ đây còn sắc nét. Đây loa check bên trên này. Đấy, sắc nét nha. Đấy, nước xi mạ ở cái loa check này thì còn được, lưới thì phồng. Sang cái loa bên đây nha, sang cái loa bên đây. Sang cái loa bên đây. Đây có loa bên đây đây. Đấy, lưới phồng. Đấy. Nước xi mạ này, đấy, chỗ này bị bay bay màu. Bay xì. Đây nữa này, ở chỗ này. Đấy. Đấy. Cái cà vạt này. Cái chiếc đài này thì mình nói ở trong video rồi là mình không có nhiều, nhưng đang có 20 chiếc. Còn chiếc đài này thì mình mua được cũng khoảng tầm 300-400 chiếc rồi. Thế nhưng mà mình có cái cơ duyên khi ví dụ mua chục chiếc đài này về tháo ra chỉ được khoảng tầm 2 chiếc là còn nguyên chân ốc, còn 8 chiếc là bị gãy, bị người ta hàn vào rồi nha. Đấy. Thế nên là để kiếm được một cái chiếc đài như thế này, cái vỏ đằng sau thì dễ, nó chỉ gãy cái chân ốc ở cái mặt đằng trước, và nó rất hay gãy cái chân ốc để lắp bộ cơ. Bộ cơ này được bắt 3 con ốc hình tam giác, hai bên hai con, đấy, hai bên hai con ốc, trên này dựa một con ốc nữa. Thì hình tam giác thế, còn nó là tam giác đều hay là tam giác cân thì cái đấy các tượng đấy tự tìm hiểu, mình cũng không biết nha. Nhưng mình biết như vậy là hình đấy là hình tam giác. Sau khi cho ăn điện 220V thì radio băng sóng AM có một sóng là con cô con cậu với trần vanet. Thế còn băng sóng FM thì đương nhiên là phải trần vanet. Đèn FM Citaro phải trong veo, phải nổi lên, âm thanh trong veo, trông như nước mưa. Bộ equalizer hoạt động bình thường. Phần băng cassette hoạt động bình thường, vớt bình thường. Đấy. Tính năng của nhà sản xuất trang bị cho đó là gì? Đó là khi tua không được phép sôi, hoạt động bình thường. Play tạm dừng không được phép sôi, hoạt động bình thường. Này. Đây đang sôi nhá, sôi này. Đã tạm dừng cái hết ngay, nếu mà nó mà không hết sôi đáp ngay cái đài đi. Đáp ngay, phan đình đáp ngay. Hay nói cái khác, như lần trước lúc nãy mình có làm một cái video đấy, có một đồng chí bảo như thế này là đài đểu, nếu như tạm dừng này, tạm dừng mà nó sôi cái đài đấy gọi là đài đểu. Thì mình thì mình không bao giờ mình gọi như vậy vì mình không thích nhá. Đấy, mình gọi những cái đài mà khi tạm dừng mà nó có tiếng sôi ra loa thì cái đài đấy, đấy là đang trục trặc về kỹ thuật. Thì video trước mình chia sẻ, có đồng chí xem video của mình, đồng chí bảo anh gọi như thế nó không chuẩn, anh gọi như thế nó không chuẩn, nếu mà tạm dừng mà sôi thì gọi đài đấy là đài đểu. Thì đấy là lời của cái đồng chí đấy, thì còn mỗi người có một cái kiểu gọi khác nhau. Đấy, ví dụ như cái đài này mình gọi là đài Sony 1110SC cơ. Đấy, thế nhưng có người thì gọi là đài Sony 3 cây gậy. Thì đấy là quyền tự do cá nhân của mỗi con người nha. Đấy. Đài này mình chia sẻ rồi. Đài này thì lắp dựng lên để phục vụ một người anh em có cái bụng tốt ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Người anh em yêu cầu lắp hai cái bánh tì cao cấp. Hai bánh tì cao cấp 100.000 đồng một cái. Này. Hai bánh tì cao cấp 100.000 đồng một cái bánh tì. Đấy, hai cái là 200.000 đồng. Thế nên là cái đài này bây giờ nếu như người anh em ở Uông Bí, Quảng Ninh mà ưng cái bụng thì mình gửi cho, thì đương nhiên là mức thóc của nó là 2.480.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Thế còn chiếc đài như thế này mà lắp ở cái bánh tì bình thường thì mình bán 2.280.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Còn những chiếc đài như thế này nhá, như thế này ngoại hình nó xấu hơn một chút và được trang bị bộ cơ thì mình bán 1.680.000 đồng, cũng hoạt động từ radio cho tới băng cassette, thế nhưng mà được trang bị bộ cơ. Bộ cơ nó khác với mỹ cơ nhá. Đấy. Bây giờ đây ở bên trên này, bên trên này. Ê, video trước thì chưa tô phấn điểm son này, video này tô phấn điểm son rồi thì đương nhiên là nó sẽ khác. Đấy. Đấy. Đây mà đằng sau đây. Trên đằng tem này. Đấy, tem mác này. Đấy. Rắc còn nguyên. Rắc zin. Đài này mà mua đài cũ hay bị mất cái rắc này lắm. Khóa còn nhé. Khóa còn. Đây nữa, mặt này nữa. Hết rồi nhá. Bây giờ test nhá. Video này test radio nhá. Test radio nhá.
test bằng sóng AM này, sóng AM này. AM này, trên này AM. Đấy, AM. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện chính sách mới về visa đã công bố. Bắt được công sóng rồi, AM bắt được công sóng rồi. Trong đó lồng ghép nhiều chương trình về du lịch thành phố. Ôi, Trần Văn Nét chỉ trả phải con chú, con bác với Trần Văn Nét. Trần Văn Nét luôn. Lượng như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khi đến tham quan Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nói thêm. Để đăng ký và để triển khai visa thì nó cũng chưa thực sự nhanh lắm, mà nó thiếu hẳn cái tính cạnh tranh so với những cái nước trong khu vực. Cái thứ hai là cái về cái tăng cường cho cái du lịch mua sắm thì cái thiết chế về hàng miễn thuế cũng đang đang được. Em nhá. Ta là bắt đầu xuất phát từ 88 Hz này. Cao lên 108 MHz này. Đây là đài hàng xuất mà. Nên khỏi phải lo như đài nội địa, chơi đài nội địa cứ bảo kéo tần này, nó nét lắm. Kéo tần làm sao mà bằng cái đài nguyên bản 108 được nhá. Đấy. Biết là thiên hạ nhân thiên hạ tài, thế nhưng mà không bao giờ bằng nguyên bản của nó nhà sản xuất ra 108 được. Là những cái thành phần mà có thể nó nằm trong sữa đun mặt hoặc là nằm trong kem dưỡng. Yeah. Còn nếu đối với những cái trường hợp da dầu á thì ngược lại nó có sẽ có những cái thành đoạn từ Vũng Tàu, Vũng Giang thì có Mỹ Phúc, đoạn Thủy Châu. Và chúng ta lại có thêm một lộ trình khác cũng được các bác tài cho biết là những cái tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Chẳng hạn như là chúng tôi ghi nhận thông tin từ vòng xoay Lăng Cha Cả, thưa quý vị, đây là một cái lộ trình cũng gần sân bay Tân Sơn Nhất, là cái nút giao mà các bác tài di chuyển từ đường Trường Sơn đến Trần Quốc Hoàng sẽ đến đây để rẽ vào các con kéo của thành phố. Thì chúng tôi ghi nhận là đang di chuyển khó khăn, thưa quý vị. Các bác tài nào chúng ta có chuyện. Đây là món quà anh Nhật Thành xin được đồng gửi tặng đến cho anh Bảo, số máy cuối là 0596, bạn Thúy Kiều, số máy cuối là 5204, bạn Mộng Quỳnh, số máy cuối là 5703, gửi tặng đến cho anh chị em trong gia đình, bài hát thay cho lời chúc mừng năm mới. Bạn Thanh Hiền ở Long An, để cho con vật nó trong chịu đồng thời với thời tiết mà đồng thời nó sinh trưởng phát triển một cách ổn định. Tiếp tục qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi có nhận được câu hỏi của một thính giả ở Tuyên Quang ạ. Có hỏi ông Hưởng là làm sao để nền chuồng được khô ráo và giữ ấm bò, bởi vì đặc biệt là cái thời tiết sau Tết thì thường nó mưa phùn và có cái độ ẩm nó khá là cao ạ. Vâng, để giữ ấm, để giữ cái nền chuồng khô ráo thì nó có tùy thuộc loại kiểu chuồng. Chẳng hạn như đối với chuồng nền thì chúng ta thường xuyên là phải làm liên quan việc tăng triglyceride này thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến các cái vấn đề sức khỏe của bác, mà nó thường thì cái từ mình hay quen là ví dụ như là mỡ máu của bác tăng là bác lo lắng các vấn đề về huyết áp, về bệnh tim mạch, đúng không ạ? Dạ vâng, đúng. Vâng đúng rồi ạ. Thì cái vấn đề này thì bác thứ nhất là bác cần tuân thủ một cái chế độ ăn uống hợp lý, tức là ví dụ như là chúng ta vẫn có thể được ăn các cái ca nhạc không để được nhá. Cả nhà không để được. Cả nhà không để được. Đây FM Citaro này. Nhưng mà cả nhà không để được. Cả nhà để phạt và bản quyền. Ê, cái đèn FM Citaro đấy cũng khó. Tài đôi câu. Đây này. 92,5 này. Cái đèn FM Citaro đây này. Đây. Nó phải xoay anten cơ thì mới bắt được. Em phải đưa. Nó có lên đấy nhá, thế thôi, phải chuyển sang làm việc khác. 2.480.000 đồng.